từ đâu vậy chị? Có phải là từ niềm tin không? Và tâm hồn là nơi để cảm xúc thể hiện phải không chị? Cảm xúc nó là tự nhiên của mỗi con người, nó không xuất phát từ đâu hết. Em là con người em phải có cảm xúc, nó giống như một phần giác quan của em vậy. Nó giống như cái chuyện là em phải hửi mùi đồ ăn trước khi em ăn, thì cảm xúc nó là cái tạo nên có nhiều người nhiều cảm xúc hơn, dày cảm xúc hơn, có nhiều người ít cảm xúc hơn. Nhưng cảm xúc là cái em đẻ ra em có. Em để ý đi đứa con nít, nó đẻ ra một cái nó có cảm xúc liền, nó sợ, nó khóc, tại vì nó đang ở trong bụng. Bây giờ nó ra thế giới bên ngoài mà lần đầu tiên nó thấy thế giới bên ngoài thì nó sẽ khóc. Nó lớn lên xíu nó thấy ba má nó sừng trừng con mắt nhìn nó sợ nó cũng khóc. Rồi khi nó đói bụng, đầu tiên nó đói trước, sau đó nó hoảng sợ, nó phải khóc để làm gì? Để nó nhắc là nó sắp chết rồi, cho nó đồ ăn đi không nó chết chẳng hạn gì. Tất cả những cái từng cảm xúc này của con người đẻ ra nó là tự nhiên, miễn là em là con người em sẽ có cảm xúc. Cảm xúc nó không có xuất phát từ niềm tin nha em, cảm xúc nó là bên trong em. Nếu như em tin tưởng một ai đó nhanh quá thì đó nó không phải là cảm xúc, mà nó gọi là thiếu kiến thức, ngu dốt. Em ngu em dốt, em để người ta điều khiển em, người ta nói cái gì em cũng tin hết. Cảm xúc của em nó chỉ nói với em, nói với lý trí của em là tin người đó đi, bởi vì cái lý trí của em không có kiến thức. Cảm xúc điều khiển lý trí, em nên nhớ như vậy. Cho nên khi em điều khiển được cảm xúc của em sẽ điều khiển được lý trí của em. Điều khiển được lý trí của em sẽ chọn được người em tin. Tâm hồn là nơi để cảm xúc thể hiện, không phải tâm hồn của em lúc nào nó cũng ở đó hết. Em phải điều khiển được cái cảm xúc của em thì cái tâm hồn của em nó mới đẹp lên. Nếu cảm xúc của em tiêu cực thì tâm hồn của em nó sẽ tiêu cực. Em sẽ trở thành một con người tiêu cực, đi ra đường nhìn cái gì cũng tiêu cực. Em nhìn đời em buồn, em chán, em đau, em khổ, tâm hồn của em cũng như vậy. Em sẽ trở thành một con người sống mà cứ là nạn nhân, cứ u ám. Nhưng nếu như em có một cái cảm xúc điều khiển tốt, em sẽ lái cái cảm xúc của em. Ví dụ như em đang đi xuống ồ mình biết mình đang buồn để chơi chán đi, chán rồi, ok lên, bây giờ mình bắt đầu bình tĩnh lại, ok, thì bây giờ cái tâm hồn em nó đẹp lên bởi vì em bình tĩnh lại rồi, em vui vẻ lại rồi, em hoạt bát lại rồi. Điều khiển cảm xúc đó chính là cái chìa khóa cho tất cả mọi cái quyết định để đi đến thành công trong cuộc đời của em. Bây giờ em nói vậy chị, làm sao để không quan tâm? Giờ em hỏi chị, hỏi em tại sao em quan tâm? Nó có thay đổi gì đến cái chuyện là em phải đi ăn, đi mặc, đi học hay không? Em cảm thấy một ngày em đem theo cái năng lượng tiêu cực đó, em đem theo cái ý kiến của một ai đó mà em biết nó không đúng đó, nó phục vụ mục đích gì? Chị Nhi nói ví dụ, có bạn đã từng lên kênh của chị Nhi, chị Nhi không có nói là nhiều bạn, có một số bạn đã từng nói như là con này ăn mặc như ca ve mà cũng làm nói về tỉnh thức chẳng hạn như vậy, ok. Em nghĩ là nếu chị đem cái câu đó theo mỗi ngày chị đi làm á, nó phục vụ được gì cho cái chuyện đi làm của chị? Nó phục vụ được gì cho chị đang làm YouTube để giúp mọi người? Nó phục vụ được gì cho cái chuyện là con cái của chị? Nó phục vụ được gì cho cái chuyện team nhóm của chị là làm việc tích cực rồi cống hiến cho xã hội, vân vân và vân vân? Nếu như em ngồi ra một cái danh sách tất cả những cái điều đó nó không cống hiến được cái gì hết á, thì em quan tâm làm cái quần què vậy? Em còn quan tâm bởi vì em còn nghĩ là nó sẽ đem lại được cái lợi ích gì cho em. Chắc nó là cái feedback đó chị, chắc là cái lời họ khuyên mình. Không, cái từ cái gì của họ nói cái câu đó xong họ đi rồi, họ bực chuyện của họ lắm. Chị đã từng phân tích với em cái chuyện này rồi. Em để ý em đi ra đường, em thấy ai đó mặc đầm, người ta đi ngang qua em thấy một cái đầm đẹp, em nói wow chị nó mặc đầm đẹp ghê. Xong em lại quay lại cái vấn đề của em, chứ em sẽ không bao giờ nghĩ đến cái đầm đó nữa. Mà chết cha, mình đang đi siêu thị nãy nó mua xúc xích hay mua gì quên mất rồi. Em hãy suy nghĩ em như thế cái người ta. Người ta cũng vậy, người ta có thể thả cho em một câu tiêu cực, em nghĩ họ sẽ đem nó về nhà và họ ôm gối ngủ và suy nghĩ như em, mà không, họ không quan tâm đâu. Và em cũng phải học cái cách như vậy. Tức là họ không quan tâm thì em cũng không quan tâm. Em quan tâm làm cái gì? Và nếu như em quan tâm gì nó rồi đó, em đưa ra một cái list danh sách, nó phục vụ được cho những cái gì trong cuộc đời của em có tiến bộ lên được gì, không có khá lên được gì, em nghĩ nó đem lại lợi ích gì. Nếu tất cả là không, dẹp nó qua một bên. Coi nó như rác, coi rác thì cũng hơi quá, coi nó như vi khuẩn em đâu có thấy được, coi nó như vi khuẩn vậy đó, cho nó ra đi. Anh hỏi là cho hỏi là cái tôi và cái nghiệp có phải là một không? Đầu tiên anh phải hiểu được là ai đẻ ra trên cuộc đời này á cũng phải có một cái bài học, mà tiếng Việt mình gọi là nghiệp á. Thì cái tiếng em không có thích dùng cái từ nghiệp, tại vì cái từ đó nó nghe hơi nặng nề quá. Em thích dùng nó là bài học mình phải trả bài, giống như chị đi thi vậy đó, đi học thì phải trả bài. Thì khi những cái người mà quay lại thế giới này á, đa phần ai người ta cũng bận rộn với cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nè, bận rộn với chuyện yêu đương, chuyện đánh lộn, chuyện đánh ghen, chuyện bêu réo nhau, chuyện hơn thua nhau, chuyện người này phải giỏi hơn tôi phải giỏi hơn người này, người kia, đại loại gì. Mà họ quên mất cái sứ mệnh của họ quay trở lại cuộc đời này là họ phải tìm được chính bản thân của họ và họ trả cái bài mà họ phải trả bài. Thì hầu như mọi người đều quên mất cái trách nhiệm đó, để nó dẫn đến đó là những cái mà ban đầu em vừa mới chia sẻ đó là muốn tiền, muốn nhà, muốn quyền lực, muốn thế này thế kia, đó được quay trở lại chính là cái tội.
cái tôi được xây dựng từ cái giây phút mà mình đẻ ra trên thế giới này. Hôm bữa em đã bày cái tôi rồi, anh có thể coi lại cái video đó. Cái tôi được hình thành bởi vì nhiều người bỏ quá nhiều cái expectation, cái tiêu chuẩn lên trên người những người khác, và sau đó họ nghĩ cái đó là cái họ muốn, cái đó là cái họ cần, cái đó là cái họ giỏi và cái đó là của họ, nhưng mà thật ra không phải. Cái đó là của đám đông, của đám đông, của những cái người ngoài kia dán vào trong đầu họ cái niềm tin đó. Bởi vì không phải ai đẻ ra trên cuộc đời này người ta cũng có thể mạnh mẽ được, người ta cũng có thể nhận diện được điều đó, và người ta cũng quá bận rộn như những cái em vừa mới phân tích, bận yêu rồi bận thương rồi bận đi kiếm tiền rồi bận thế này bận thế kia vân vân. Cái tôi có phải là cái nghiệp không, thì câu trả lời của em là nó là một phần của cái bài thi mà mình phải thi, tức là mình phải thi để mà gọt bỏ cái tôi đó và để sống chính mình. Đôi khi ngay cả chính em, đôi khi em đã phân tích với mọi người rồi đó, khi bạn tỉnh thức, cái tôi tâm linh của bạn nó còn bự hơn cả cái tôi bình thường, và nó rất là xảo quyệt, nó rất là đanh đá, và đôi khi nó còn giả dạng nữa. Và khi mình không có nhận diện được cái tôi tâm linh của mình sẽ dễ ngã ngược trở lại với lại cái cuộc sống bình thường. Tức là bạn có cái super power, bạn có một cái sức mạnh đặc biệt, bạn biết hơn người ta, bạn giỏi hơn người ta, bạn cảm hơn người ta, thì bạn phải biết sử dụng nó cho cái điều tốt. Nếu bạn không sử dụng nó cho cái điều tốt á, thì vũ trụ dần dần họ lấy lại bằng cách là họ cho bạn những cái bài thi khó hơn. Những người càng tỉnh thức như Nhi thì những cái bài thi nó càng khó hơn. Thứ nhất là nó sẽ lấy những cái bài thi về vật chất nè để mà thử thách bạn, hoặc là những cái bài thi về tình cảm, cảm xúc cũng để thử bạn, rồi những cái bài thi về gia đình, ví dụ như người thân trong gia đình của bạn thử thách bạn. Và càng nhiều những cái bài thi đó, cái tôi của bạn nó lại quay trở lại. Cho nên nó là một cái dạng kiểm tra mà mình phải luôn kiểm tra là à, mình đến để mình thi, bây giờ mình thi cái bài thi của mình thôi, mình đừng có quan tâm đến cái bài thi của người ta. Cái này tự nhiên cũng đã từng phân tích những cái video trước rồi, đó là bạn cứ bận rộn ngồi ngó coi người ta thi làm sao trong khi bài thi của bạn mình chưa làm xong, kiểu vậy đó. Đừng có đi lãng háng quá. Và ai đến cuộc đời này, người ta cứ tưởng nó đến đây để được hạnh phúc, để được ăn trái ngon hửi hoa thơm, được yêu thương, được hạnh phúc vân vân và vân vân, nhưng không phải. Đến cuộc đời này bạn không phải để làm những cái chuyện đó, bạn đến đây để bạn trả bài, đơn giản vậy thôi. Học những cái điều này là nó tốt cho mình, sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi chứ không có gì hết đó. Rồi, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi, và Nhi sẽ gặp lại các bạn.